Thanh Mai mến chào quý vị trở lại với kênh Việt ngữ của hệ thống truyền thông Asian Media Network. Và thưa quý vị, hàng tuần thì chương trình Giấc mơ đến Mỹ, hay còn gọi là My American Dream, đưa đến quý vị những thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề di trú. Và người đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này đó là chị Cathy Nguyễn, là giám đốc điều hành của công ty Truly Wonder, trụ sở tọa lạc tại Austin, Texas. Và thưa chị, thì tuần vừa qua chúng ta cũng đã cho quý thính giả được xem những cái nhân chứng đã từng đã qua diện EB3 và bây giờ đang chờ phỏng vấn, hoặc là đã có thẻ xanh và đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, đó là những cái tin vui để chia sẻ cùng quý vị. Dạ vâng, thưa với chị, trong những tuần vừa qua với chương trình EB3 du lịch thẻ xanh thì chúng ta có được rất là nhiều những câu hỏi thắc mắc của quý khán thính giả khắp nơi gửi về. Hai chương trình vừa rồi nói tiếng Anh nhiều quý vị, mặc dù có phụ đề tiếng Việt nhưng mà quý vị vẫn complain, thì thôi chị em mình nói tiếng Việt ha. Trước hết thì chị Cathy có thể recap, tức là nói trở lại là cái episode vừa rồi mình đã nói những cái gì cho quý khán thính giả được biết. Thưa Thanh Mai và thưa quý vị, tôi xin tóm tắt lại cái episode vừa rồi, cũng là một cái episode rất là quan trọng. Điều thứ nhất là chúng tôi xin nhắc lại, rất tiếc là các bạn, phòng mình có gần 100 cái MC trong năm 2022 ấy, đến năm 2023 thì đáng lẽ là phải là delivery cho các bạn, phải trao cho các bạn tháng 11 hay tháng 12 này. Nhưng mà tại Bộ Lao động đã thông báo rằng nó trễ, hồ sơ quá nhiều, thì đây hết 5 tháng, thành ra các bạn sẽ được nhận. Các bạn mà đang ở trong nhà hàng này, đang chờ đợi này, construction này, và những cái hồ sơ dành khác, sponsor khác thì sẽ được nhận thẻ xanh vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024. Rất là tiếc, tại Bộ Lao động họ rất là chậm trễ trong vấn đề này. Vấn đề thứ hai là chúng tôi nhắc lại, chúng tôi không nhận hồ sơ mà các bạn qua đây xin đi du lịch mà muốn chuyển diện qua EB3. Cái điều đó rất là khó, và nó khó, phải nói là không thể thực hiện được với những cái thời điểm bây giờ. Các bạn cứ xin lao động thẻ xanh rồi các bạn chờ đợi ở Việt Nam, mà nói tóm tắt lại là không nên đi du lịch rồi chuyển diện qua thẻ xanh. Chúng tôi sẽ không nhận những hồ sơ như vậy. Tóm tắt lại, mà các xin nhắc lại cái đó với các bạn thôi để các bạn hiểu và đừng mạo hiểm. Tại vì tương lai con cái của các bạn và cuộc đổi đời rất là quan trọng, đừng mạo hiểm với cái tương lai của gia đình mình. Dạ vâng, cảm ơn chị Cathy. Khi mà chị nói đừng mạo hiểm đó, thì bởi vì những cái case mà một khi đã bị đánh, coi như là bị cái first đối với sở di trú rồi đó, thì rất là khó để có thể sau này apply đi những cái chương trình đi qua Mỹ, phải không chị? Đúng vậy em. Khi mà chúng ta đã có một cái lỗi lầm gì đó với Bộ Di trú á, thì nó rất là khó, và mình phải cam kết khi mình xin đi lao động thực tăng thì phải cam kết rằng mình giữ cho cái status của immigration của mình á, để mình không phạm lỗi lầm với Bộ Di trú, bất cứ lỗi lầm với Bộ Di trú. Khi mà có lỗi lầm rồi á, thì rất là khó, và có thể là không được bất cứ một cái visa nào hoặc là thẻ xanh nào với Bộ Di trú được nữa. Họ rất là khó. Chúng ta nên kiên trì và làm đúng mọi thủ tục. Dạ vâng, cảm ơn chị Cathy. Câu hỏi đầu tiên thưa với chị Cathy là, nói về sức mạnh của thẻ xanh đó, thì khi mà những người công nhân họ đi qua Mỹ này cùng với gia đình họ gồm có vợ hoặc chồng hoặc là con cái của họ dưới 21 tuổi đi theo, thì mình gọi đó là cái diện ăn theo đó, thì nhất là con cái của họ khi đến Hoa Kỳ này họ được cái thẻ xanh đó, thì cái thẻ xanh đó nó có tương đương với những cái thẻ xanh mà người ta đi những cái diện khác không, để cho con cái họ có thể đi đến trường học, những cái trường hệ thống ở Mỹ từ mẫu giáo cho tới lớp 12 được free, có là không phải đóng tiền, hoặc là được những cái benefit khác nữa, thì thưa chị có thể trình bày về cái vấn đề này.
Khi nói đến thẻ xanh á, thì chúng ta chỉ có hai loại thẻ xanh ở Mỹ. Thứ nhất là thẻ xanh có điều kiện là thẻ xanh 2 năm dành cho những quý vị mà đầu tư E5, thì họ được qua bên này với loại thẻ xanh 2 năm là thẻ xanh có điều kiện để họ chờ đợi cái dự án của người ta tạo ra đủ 10 công việc làm để 2 năm sau họ có thẻ xanh 10 năm. Rồi thẻ xanh của mình biết là thẻ xanh lao động thẻ xanh cũng giống y như thẻ xanh của những diện khác, như là diện lao bảo lãnh vợ chồng con cái, diện như tị nạn, diện alaism, tức là diện diện mà đi giai đoạn chiến tranh, thì tất cả những cái đó có một loại thẻ xanh 10 năm mà thôi, thì chúng ta giống như loại thẻ xanh 10 năm đó của Mỹ, có vậy thôi. Thì con cái vợ chồng, những người gọi là ăn theo của những người mà xin đi ấy, thì được nhận lãnh thẻ xanh ngay khi các bạn vừa bước chân qua Mỹ. 2 tuần sau các bạn sẽ được thẻ xanh cho cả gia đình. Chỉ 2 tuần, chậm lắm là 4 tuần, là khi các bạn vào hải quan ấy, thì các bạn được đóng cái dấu là I-194, tức là được nhập cảnh của Mỹ rồi đó. Thì cái system là cái hệ thống của Bộ Nội an ấy, sẽ gửi tín hiệu và gửi thẻ xanh về cho luật sư hoặc là công ty chúng tôi, và chúng tôi sẽ trao cho các bạn bằng mail hoặc là đến tận nơi các bạn có thẻ xanh, sau đó đi làm. Họ không trao cho người chủ mà trao cho chúng tôi hoặc là luật sư, và chúng tôi trao cho quý vị bắt đầu đi học. Và con cái quý vị bắt đầu đi học, như con cái của chúng tôi, như con cái của những người thường trú nhân ở đây, học từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12, không tốn tiền vào đại học thì được học phí cũng như con cái chúng tôi, tức học phí như thường trú nhân Mỹ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Và thưa với chị, thì khi chị nói đi qua Mỹ này đó, được cấp thẻ xanh trong vòng vài tuần, với về khía cạnh của người chủ thì họ có sợ là khi đưa thẻ xanh rồi thì cái người nhân viên này nhiều khi không đến làm ở hãng người ta nữa, thì cái điều đó có xảy ra không? Và nếu có thì giải quyết như thế nào thưa chị? Trong các hợp đồng của quý vị, khi quý vị xin đi làm cho cái nhà bảo trợ của quý vị mà qua công ty chúng tôi cung cấp cho quý vị đây, thì trong hợp đồng quý vị phải bảo đảm cam kết đi làm cho cái nhà bảo trợ 12 tháng. Cái đấy là cái chúng tôi bắt quý vị phải cam kết với chúng tôi và luật sư và nhà bảo trợ đi làm họ 2 tháng. Khi mà nói ra cam kết thì khi mọi người ta cam kết một điều và người ta break, tức là người ta bỏ cam kết ấy, thì nó cũng không có phải là không có. Nhưng nếu quý vị bỏ trước khi 12 tháng, nếu mà chúng ta bị cái trường hợp bị audit, tức là bị kiểm tra, thì quý vị có thể bị trục trặc đến vấn đề giữ lại thẻ xanh và có thể lại phải đối phó với cái bộ sở di trú, bộ nội an. Thành ra chúng ta cố gắng đi làm ít nhất là 6 tháng trở lên và cố gắng 1 năm trong cái cam kết quý vị đã ký với chúng tôi, với bộ lao động và nhà bảo trợ và luật sư đấy. Quý vị cố gắng giữ cái đó và trốn hoặc là không làm để người ta rất là bác mà không bảo đảm được là thẻ xanh mình sẽ có mãi nếu chúng ta bỏ trốn ngay. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Và bây giờ thưa quý vị, sau khi mà qua cái giai đoạn mà về thẻ xanh, thì dĩ nhiên với thẻ xanh 10 năm, được cấp 10 năm, thì khi nào là lúc họ có thể apply để mà thi có cái quốc tịch Hoa Kỳ, lúc rất là chắc ăn là sẽ không có phải lo nghĩ gì hết để trở thành công dân Hoa Kỳ thưa chị? Khác của chúng tôi đấy, từ năm 2014 là những cái thẻ xanh đầu tiên mà được cấp trong từ năm 2014 đấy, thì chúng tôi theo dõi và chúng tôi đôn đốc 4.5 năm sau khi có thẻ xanh, chúng tôi đôn đốc làm đơn để thi quốc tịch. Khi mình có điều kiện thi quốc tịch, phải thi quốc tịch và nên thi quốc tịch. Cái sức mạnh của quốc tịch Mỹ nó vô cùng rộng lớn.
Thì ngày hôm nay đề tài hai chị em chúng ta nói về sức mạnh của thẻ xanh và sức mạnh của những cái lợi ích để mà trở thành công dân Hoa Kỳ. Và quý vị trong chương trình phát hình kỳ sau. Xin mến chào.